Xin chào các bạn Đây là một cái áo sơ mi Hiệu CK Kevin Line Màu đen Vải cô tông Trời đất ơi Sisi nói thật với các bạn Nhìn thì nó như vậy đó Sisi cũng cảm thấy ở ờ, sao nó bự quá Nhưng mà Thấy đẹp quá à. Với lại cái năm nay đó các bạn là cái dạng áo sơ mi dài ha Họ mặc ở trong quần tay, quần jean, quần sọt, áo đầm ôm hay là bất kỳ cái gì. Họ cũng khoác một cái áo sơ mi, dài, không có cài nút. Đẹp tuyệt vời luôn. Sisi cứ nhìn hoài, Sisi thấy trời ơi đẹp thiệt. Nhưng mà không biết là mình thấp người quá mình mặc nó như thế nào ha. Nhưng mà vì nó quá đẹp cho nên Sisi mua đại vậy đó. Sisi mua hai cái, một cái màu xanh rêu và một cái màu đen cho Sisi nhưng mà cái đợt của cc mua đó nó không có được cái dây beo như vậy nó chỉ là một cái sợi dây bình thường của cái loại vải nó mà thôi cho nên cc cũng cảm thấy tiếc phải chi mà nó được cái sợi dây này thì đẹp quá nhưng mà không phải là sợi dây này thì khi cc về thấy nó bự quá nó còng kềnh quá rồi cả tuần lễ luôn cc không có thử tự nhiên cái bữa đó cc lấy ra thử cái áo màu xanh rêu trước ha Trời ơi, CC nói với các bạn nó đẹp không thể tưởng được. Trời ơi, CC đứng trước kiến mà CC nhìn hoài luôn á. CC thường nói với các bạn là CC là không thể nào mà mặc được áo dài tay hoặc là cổ cao, cổ sơ mi này nọ ha. Tướng của CC là không thể nào mặc được những cái dạng áo như vậy. Mà CC không ngờ CC mặc cái áo màu xanh rêu đó nó đẹp đến như vậy luôn. Thế là mê quá luôn lấy cái áo đen ra để mặc thử coi coi như thế nào mặc cái áo đen vô cũng y như vậy luôn ngực của cc lớn cho nên cc cởi hai cái nút cho nó hơi sâu sâu một tí trời ơi nó thì các bạn nhìn nó xô so sexy mà nó đẹp mà nó hấp dẫn tuyệt vời luôn rồi cái mấy bữa sau cc đi cc thấy cái áo đầm này nè thì cc mới nói trời đất ơi cái áo đầm này cái sợi beo Cô nó đẹp quá đi mà hai cái của mình mua nó không có cái này. Tiếc quá. Thế là đi kiếm size của CC. Tại mặc thử rồi, biết rồi, biết giả đầm này là CC mặc đẹp rồi. Kiếm hết luôn các bạn, không có một nơi nào còn cái size của CC cả. Nhưng mà cái này nó đẹp quá thôi, nhắm mắt mua đại luôn. CC không mặc được thì để các bạn mặc. Nó là size medium. 99 đô, 30% off. Bạn nào mà sai medium á, nghe lời CC đi, mua chiếc áo này đi. CC nói với các bạn là trên cả tuyệt vời luôn. CC thấp người mà CC mặc còn đẹp như vậy, nói chi các bạn cao hơn CC các bạn mặc nữa. Mang đôi giày bút gót nhọn mà thấp thấp á, thấp cái cổ đó. Rồi ôi CC nói mê ly luôn các bạn. Đẹp, đẹp xuất sắc. Cái nói thiệt không có dụ. Tại Sisi mặc rồi Sisi biết Đẹp tuyệt vời là đẹp luôn Mê quá đúng không ạ Mê quá giờ cầm phone đứng hoài như vậy nè Đẹp Cái áo này đẹp hơn áo của Sisi Nó nổi hơn là nó nhờ cái beo đó các bạn Áo Sisi không có sợi dây này Quá đẹp Xuất sắc Bạn nào size medium nghe lời Sisi mua cái áo này đi Có một cái duy nhất à bây giờ các nơi đâu nơi nào còn đâu nếu mà các bạn mặc cái dạng mà giống như thời trang của châu âu bây giờ đó thì các bạn không có cần thắt cái beo ở trong các bạn mặc một bộ đồ gì đó quần sọt quần jean dài jean ngắn gì cũng được rồi các bạn khóa cái áo sơ mi này ở ngoài đẹp lắm châu âu bây giờ họ mặc như vậy đó các bạn lên google các bạn bấm một cái là các bạn cũng thấy đẹp tuyệt đẹp coi như cc có được hai cái một cái màu rêu và một cái màu đen không biết nó có màu trắng không nữa chứ có màu trắng chắc cc cũng mua một cái nữa đó mà không thấy trên cả tuyệt vời đẹp lắm luôn đó cả nhà ai size medium đừng có bỏ qua cái áo này cc nói thật cc thấp người mặt mà cc nhìn còn đẹp nữa nói chi các bạn cao hơn cc trên cả tuyệt vời luôn